Trên bãi biển. Ai nói vậy? Đi à? Đấy, cô bắt đầu ghi vào máy tính để hôm sau những bạn mà hôm nay không tham gia được thì chúng ta có thể xem lại cái bài học hôm nay của chúng ta. Về Jasmine, Đấy, bây giờ nó đặt tên là Jasmine. Mấy mấy đứa này cần tất sức việc đặt tên tiếng Anh chi nữa. Không phù hợp. quá ơi, ngắn bật đi ơi, đừng mát nó. Ok, đứa nào đó nhắc với con. xem xem má Đây. rồi. Ừ, đẹp đó, đẹp đó, nhưng mà làm hấp dẫn quá vậy, nóng bực đó. Thằng chị không mấy con, thằng chị đã kiệt đó, biết chị nãy em mang lên đây là cô bắt đầu Thôi, bao giờ các bạn tắt mic nhá, tắt mic cho cô. Trật tự thì chúng đi. ta học bài. Dạ. Đấy, hôm qua cô dạy lớp kia là 100 bạn 100 bạn nhưng mà rất là trật tự. 1.7 cái gì? Hôm nay cho cô có thay đổi phòng chờ nên là nhiều bạn không biết để mà Không bỏ đối với đi hôm nay mình đúng không? Thì chúng ta chuẩn bị cho cô cái màu xanh. Màu xanh chung lam trên trời. xanh kiếm kiếm cái đồ là chúng tôi kiếm cái ký Làm đâu. mà một bộ tiền. Bây giờ màu xanh lam là số màu gì rồi? Anh Không biết. Đây chúng ta sẽ dùng cái màu xanh lam này này. Đấy. Thì ở trên bức tranh này cô cái bức này xanh cái bức là một cái chủ yếu lam. của nó. Xanh lam này nè, đây. Các bạn ơi, các bạn tắt tiếng cho cô nào, tắt tiếng nào. Cô không thể đi lần từng bạn để tắt tiếng được. Nếu bạn nào ồn ào thì cô sẽ cho vào phòng chờ nhá. Đấy, thì đối với bức tranh này là một bức tranh về bãi biển đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái màu chủ đạo của nó chính là màu xanh lam này. Đấy, đây là màu xanh lam nhá. Còn về phần các cái phần trang trí, ví dụ Ơi như cái ô. Ví dụ như cái ô thì chúng ta có thể là tô những cái màu sắc khác. dạ Đấy. cho con đây nè, cho Theo cái cái sở thích sở của thích của con mình. đây đấy, cho quá nhiều thằng này. Bạn Hằng Nguyễn tắt mic đi ạ. Ok, Sao cô cứ thấy để mic xong rồi nói chuyện rất là ồn ào. Đấy thì chúng ta cái việc ổn định của chúng ta hôm nay nó hơi muộn đấy, mất chắc tầm 15-20 phút rồi. Thì bây giờ nhá, bạn nào này, đây này, bạn nào còn nói chuyện ồn ào thì cô sẽ cho vào phòng chờ đấy. Đấy thì chúng ta mất công vào từ nãy giờ, bây giờ lại không được học thì nó lại không vui nhá. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cô thứ nhất là màu này. Đấy thì ở đây chúng ta cái bức tranh này là một bức tranh về bãi biển thì cái màu sắc chủ đạo của chúng ta chính là màu xanh lam. Đây màu xanh lam này thì từ cái màu xanh lam này chúng ta sẽ pha phối với những màu khác thì chúng ta sẽ ra được những màu rất là khác nhau. Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng năm cái màu cơ bản đó là màu xanh lam này, màu vàng chanh này. Đây màu vàng chanh này. Màu trắng. Đấy, màu đen và màu đỏ.
Đây là năm màu cơ bản mà chúng ta có thể là từ những cái màu này chúng ta pha được rất là nhiều màu khác nhau. Đấy. Được chưa ạ? Còn những bạn có nhiều bạn thì cái cách pha phối màu thì chúng ta chưa quen lắm thì chúng ta có thể là mua thêm thêm một số các cái màu có pha nữa, ví dụ như là màu nâu chúng ta cũng hay sử dụng mà có pha màu nâu này, màu xám hoặc là màu tím đấy, thì những cái màu đấy thì nó khó pha hơn mà chúng ta cũng hay sử dụng thì chúng ta thêm đấy. Còn sau này chúng ta sử dụng nhiều chúng ta quen rồi thì chúng ta có thể từ những cái màu cơ bản này chúng ta sẽ học những cái công thức đấy, đấy liều lượng và công thức bao nhiêu để chúng ta pha những cái màu mà màu mới đấy, tạo ra những màu mới nhé. Thì đối với bức tranh này ấy, yêu cầu của cô đó là chúng ta sẽ vẽ được cái nền trời này, đấy mây này và phần mặt nước đấy, phần sóng nước, được chưa ạ? Các con hiểu chưa? Còn những bạn nào cái đang còn yếu tay ấy thì cái phần ô này các con không vẽ cũng được đấy, chúng ta có thể là trang trí cho cô một cái khác, một cái chi tiết khác nó liên quan đến bãi biển này nhá, có thể trang trí thêm bất kỳ cái gì. Còn ở đây cô sẽ hướng dẫn các con là làm vẽ về bầu trời, mây đấy, nước và sóng nước đấy, có thể là trang trí thêm ghế. Còn phần ô này chúng ta có thể là có ô, có ghế, hoặc là chúng ta có thể là để trống, chúng ta trang trí thêm những cái vật khác dễ hơn, ví dụ như vẽ đôi dép chẳng hạn, hay là vẽ vẽ các cái con sao biển hay là con sò biển vào đây đấy, thì chúng ta có thể là thay đổi theo cái sở thích của chúng ta nhé. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con này, thì các con chuẩn bị cho cô là cái nước đấy, một cái cốc nước như này để chúng ta pha màu đấy, đúng rồi, rồi một cái tô nước để chúng ta rửa cọ nhá, tức là cái cốc to hơn cũng được mà cái xô nước cũng được đấy, thì để chúng ta rửa cọ nhá. Và khi mà chúng ta tô thì chúng ta sẽ làm những cái vị trí ở xa trước này. Và bây giờ thì trên bức tranh này chúng ta sẽ có những cái cần phải phác họa, đó là cái ô đấy, cái ô này, cái ghế này đấy, rồi những cái lá này, nếu các bạn nào vẽ vào thì có lá dừa chưa đấy, thì chúng ta sẽ vẽ, chúng ta chỉ phác thảo đấy, chỉ phác thảo một số các cái chi tiết cần thiết thôi. Còn ví dụ như con chim thì chúng ta không cần phải vẽ nhé, tí nữa chúng ta sẽ vẽ bằng cọ luôn được chưa ạ. Và bây giờ thì chúng ta phải xác định cho cô cái phần đấy. Xác định cho cô cái phần chân trời. Đây, đây chính là phần chân trời. Thì chúng ta thấy là phần chân trời này nó sẽ chia cái tờ giấy chúng ta làm hai phần. Và hai phần này thì chúng ta thấy là phần trời nó ít hơn đúng không? Phần nước là nó nhiều hơn. Vậy trong cái tờ giấy này chúng ta sẽ phân chia ra cho cô. Đấy, vẽ cho cô một đường ngang này, cầm cái bút dài ra cho cô ạ. Cầm bút dài ra này, vẽ mờ thôi, vẽ nhẹ tay thôi, không vẽ đậm tay nhá, không đè lên giấy. Đấy, chúng ta chia cho cô này. Một đường nằm ngang từ bên này sang bên kia. Cô sẽ vẽ đậm lên để các con có thể nhìn thấy đường thẳng này. Nhá. Đấy thì chúng ta thấy là phần dưới này rộng, còn phần trên này hẹp hơn. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cho cô phần ô. Phần lá, lá dừa thì chúng ta sẽ vẽ cho cô là một một lá nằm ở góc đi xuống đấy, được chưa, kéo kéo dài ra, kéo chéo ra ngoài, được chưa, rồi một thêm một lá này nữa đấy, một lá đan này, và thấp xuống mặt nước Cô đấy, con có bút chì. không có bút chì á, các bạn học thì phải có bút chì chứ, học vẽ chúng ta phải có bút chì nhá. Đấy, thêm một lá ở đây nữa chẳng hạn. Nó rũ xuống đây, nó rũ dài hơn. Đấy thì các cái lá dừa này thì chúng ta sẽ vẽ những cái vị trí khác nhau, đan xen nhau, hoặc là có lá thì dài, lá thì ngắn. Đấy, chúng ta thay đổi cái chiều dài của lá để cho nó khác đi, nó đẹp hơn nhá, nó tự nhiên hơn. Đấy, còn về phần ô này,
Phần ô này nó sẽ nằm ở cái khoảng dưới này, Nhân khoảng mặt nó hình thế. là cái gì à? Sử dụng màu nén cũng được, các bạn nào sử dụng màu nén cũng được, nhưng màu nén thì thường là chúng ta sẽ phần nào mà cần màu đậm màu đặc thì chúng ta sẽ cho nhiều nước vào cái phần phần màu nén của mình và tản nó ra để lấy được nhiều màu hơn, đặc hơn nhé. Thì chúng ta lưu ý cho cô là bây giờ chúng ta vẽ ô đúng không, thì chúng ta cần phân chia cho cô là phần bãi cát. Phần bãi cát thì chúng ta vẽ cho cô là từ cái góc bên này đấy, được chưa? Cái bãi cát, bạn nào thích bãi cát to thì chúng ta vẽ to lên cũng được, được chưa? Chúng ta vẽ chéo một đường như này. Đấy, đây là bờ cát, được chưa? Bờ cát ở đây. Được, các con nhìn rõ không? Đây, bờ cát ở đây. Được chưa? Là cái góc chéo ở bên tay phải của màn hình. Đấy, sau khi xác định được bờ cát rồi thì chúng ta sẽ vẽ cho cô cái ô. Thì các con có thể là cái ô nó nằm nghiêng đúng không? Nó nằm hơi nghiêng này, hơi nghiêng thôi nhá. Hơi nghiêng so với đây, cái mép giấy nó nằm như này đúng không? Thì cái ô nó nằm hơi nghiêng được chưa? Nó nằm hơi nghiêng như này thôi. Để vẽ cái ô nằm nghiêng thì chúng ta sẽ vẽ cho cô cái đường dưới chân ô này nó cũng nằm nghiêng, nghiêng nhẹ so với cái đường chéo dưới này nhá, nghiêng nhẹ so với đường chéo, nghiêng nhẹ so với cái mép giấy ở phía dưới này này. Đấy, vẽ cho cô một cái đường nằm nghiêng. Và cái ô thì chúng ta thấy là cái ô này nó rất là rộng đúng không? Nó chiếm hơn một nửa của tờ giấy. Đây, cái đoạn bên này cô đo này, đoạn bên này đúng không? Nó dài hơn cái đoạn còn lại phía bên này, được chưa? Đấy, nó dài hơn được chưa? Vậy thì các con chú ý cho cô để vẽ cái phần ô nó rộng, nó to lên nhá. Chúng ta vẽ cho cô một đường chéo này. Đấy, có thể là đi song song với mặt biển này nhá, mặt cái bờ cát này nhá, được chưa? Vẽ cho cô một đường chéo thì đây chính là phần mà chúng ta vẽ ô. Ô thì nó tròn lên phía trên này là một nửa đường tròn. Đấy, bạn nào vẽ được khoanh được một nửa hình tròn này càng tốt, bạn nào không vẽ được thì chúng ta sẽ phát cho cô một hình chữ nhật như thế này. Được chưa? Một hình chữ nhật này. Sau đấy chúng ta sẽ lấy cái điểm giữa của hình chữ nhật này, được chưa? Điểm giữa của hình chữ nhật này. Và chúng ta vẽ đường cong bắt đầu từ đỉnh này, đấy, một đường cong bên trái và một đường cong bên phải này. Thì chúng ta sẽ được cái phần ô nhé. Đấy, đấy là cái ô, cái phần trên của ô. Còn phần dưới thì chúng ta sẽ sửa sao cho các cái đường này nó cong. Nó cong để tạo thành các cái phần chia các cái ô làm nhiều phần bằng nhau. Đấy, cái ô này nhiều bạn là không cần cô hướng dẫn đâu vẫn vẽ được. Nhưng mà các con lưu ý cho cô là cái ô chúng ta vẽ to ra nhé. Được chưa? Phần trang trí to ra, các bạn đừng vẽ nhỏ. Đây, nhiều bạn sẽ vẽ nhỏ nhỏ xinh xinh như này đấy, thì cũng là cái ô nhưng mà nó quá bé, cái ô này thì không che được cái người đang chơi ở trên biển đúng không? Nó vẽ to lên cho cô. Đấy, và phần ô này muốn chia các cái phần này cho nó đều, cho nó dễ thì các con vẽ cho cô một đường thẳng ở giữa này. Đấy, vẽ một đường thẳng ở giữa, được chưa? Sau đó chia các cái khoảng ô này thì chúng ta chia cho cô này. Đấy, từ vị trí này này, chúng ta lấy ra cho cô một điểm nhỏ này, đúng không? Hai khoảng này bằng nhau, được chưa? Khoảng này sẽ bằng một nửa, vì bên này chúng ta sẽ có một nửa nữa. Đấy, thì hai khoảng này là bằng nhau. Đấy, hoặc chúng ta có thể chia chia phần nhỏ to hơn một chút xíu. Đấy, vẽ từ đỉnh này vẽ xuống này, chúng ta vẽ hơi cong nhẹ và xuống đây, được chưa? Đây cũng vậy, hơi cong nhẹ và xuống đây. Bên này vẽ, chúng ta vẽ cong sang bên phải. Con chào cô. Bạn nào mới vào hay sao nhỉ? Đấy, thì cái đường giữa này là chúng ta xóa nhé. Đường giữa này là chúng ta xóa. Chúng ta vẽ đường giữa để chúng ta chia các cái phần cho nó cân hai bên thôi, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ cho cô các cái đường cong cong lên trên nhá, từ điểm bên này sang điểm bên này đấy, cứ cong như này cho cô, cong lên trên.
đấy. Và sau đó chúng ta xóa đi các cái đường dự. Bằng máu nước mà con. Các bạn vào sau chúng ta tắt mic cho cô nhé. Các bạn vào sau tắt mic cho cô cái. Đấy, chúng ta vẽ được cái ô nhá. Thì cái ô phía trên này chúng ta sẽ vẽ cho cô một cái đỉnh, cái chóp của nó này. Và cái cọc của cái ô thì chúng ta vẽ từ phần đỉnh này, đấy, điểm giữa này, lúc nãy chúng ta vừa xóa đấy. Chúng ta vẽ chéo cho cô, vẽ chéo, hơi chéo này. Đấy. Hơi chéo vuông góc với phần ô là được nhá, thấy chưa? Vẽ chéo cho cô một đường đi thẳng xuống. Đấy, cắm lên cát nhá, cắm lên cát cho cô nhá. Ví dụ cát ở trên này thì cái chân, phần chân ô này nó phải cắm lên cát, nó cắm sâu xuống cho cô một đoạn. Đấy, chúng ta vẽ cho cô làm hai nét. Song song nhau. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ vẽ những chiếc ghế. Hai cái ghế này thì chúng ta không vẽ nghiêng mà chúng ta vẽ thẳng nhá. Đấy, ô thì nằm chéo nhưng mà ghế thì phải nằm thẳng như này. Đấy, đối với những bạn bé nhá, hôm nay thì cô thấy có một số bạn thì hình như là mới chỉ 7 tuổi hay 8 tuổi gì đấy thôi, thì các bạn có những cái phần này các bạn chưa vẽ theo kịp thì các con có thể là vẽ cho cô cái ngôi sao biển hoặc là đôi dép nhé. Vì cái phần trong cái bài học này thì cô chỉ dạy cho các bạn là từ 9 tuổi trở lên thôi, những bạn bé hơn thì không theo kịp cái tốc độ hôm nay được, thì chúng ta học cái bên cái sáp dầu nó sẽ dễ hơn. Được chưa? Thì các con vẽ ghế cho cô thì chúng ta sẽ vẽ cho cô là cái ghế nằm cao hơn cái phần cát này cho cô. Vẽ cho cô một hình chữ nhật nó nằm thẳng nhá. Nằm thẳng không phải nằm nghiêng nhá. Nằm thẳng này. Đấy. Bên cạnh ô chúng ta vẽ cái ghế nằm bên cạnh sát cái ô luôn. Đấy. Một hình chữ nhật nằm thẳng như này. Kéo thẳng xuống cho cô. Đấy. Đây là một hình chữ nhật. Được chưa? Và hai cái đường này thì nó hơi chéo theo giống như đường cát ấy. Đấy, nằm hơi chéo này, đấy. Hất lên cho cô, được chưa? Ở cái phần mặt ghế này là nó ở phía trước, đấy, chúng ta đang nhìn từ phía sau lên phía trước cho nên là cái ghế, phần ghế ngồi này nó chỉ lộ ra thành một hình tam giác thôi, đúng không? Giống một hình tam giác thì chúng ta vẽ cho cô này, hình tam giác này, cái đỉnh chóp nó ở đây, cái đáy nó nằm ở phía trên, được chưa? Từ đây này chúng ta vẽ hơi hơi lệch này, thì cái góc này đây, góc này sẽ tạo thành một cái góc là góc tù đấy. Đấy, góc tù thì chúng ta sẽ nối cái đường này vào phía trong ghế thì chúng ta được phần phần ghế ngồi ta ngồi đấy, những cái chân chúng ta choãi ra, choãi ra này. Và sẽ xóa đi các cái đường nằm phía trong ghế, xóa đi các cái đường nằm phía trong ghế. Đấy, thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cho cô thêm một cái ghế nằm bên này nữa, đấy, một cái ghế ở phía bên này, có thể lấp hoặc có thể là vẽ trọn vẹn đều được nhé. Đấy, chúng ta vẽ một đường song song với mép giấy. Yeah, một đường song song mép giấy. Còn đường này chúng ta sẽ vẽ hơi chéo, hơi chếch chéo. Đấy. Thì cái này chúng ta cũng vẽ cho cô một cái mép là gì? Đấy, tù như này, nối vào ghế. Đấy, thì ghế này nó nằm hơi lấp. Đúng không? Nó nằm hơi lấp thì chúng ta sẽ vẽ nó lấp đi và xóa đi các cái đường phía trong này. Đấy. Như vậy là chúng ta xong cái phần phác thảo của bức tranh nhá. Xong phần phác thảo của bức tranh thì chúng ta sẽ tiến hành là
là vẽ cho cô thì chúng ta cần lấy cho cô một cái đĩa để khoa màu. Đấy, chúng ta cần một cái đĩa để pha màu nhá. Đấy, có thể là cái khay pha màu, các con có khay pha màu từng từng ngăn thì càng tốt. Còn không thì chúng ta cứ lấy cho cô một cái đĩa như này để chúng ta pha màu ở đây. Đấy, thì trước khi chúng ta tô ấy thì chúng ta sẽ tẩy đi tất cả các cái phần chì thừa nằm trên giấy cho cô nhé. Tất cả những cái chì thừa này, ở đâu có chì thừa thì chúng ta tẩy đi đấy, và bạn nào lỡ mà vẽ có đậm quá thì chúng ta cũng tẩy nhạt đi cho cô nhé, tẩy bớt cái chì đi chúng ta trước khi chúng ta tô màu để cho nó cái bài nó đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta tô màu ấy thì chúng ta sẽ tô màu từ cái phần xa xa nhất của bức tranh. Cái phần xa nhất của bức tranh đó chính là gì? Là bầu trời, được chưa? Chúng ta như vậy là chúng ta tô từ trên xuống dưới. Đấy, tô từ trên xuống dưới cho cô. Và cái bầu trời này chúng ta thấy cái bầu trời nó màu nó nhạt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy màu xanh lam này pha với màu trắng để được màu nhạt, là bầu trời đang 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 sáng, được chưa ạ? Còn bạn nào mà tô màu tối quá thì lại giống bầu trời đêm. Đấy, nó sẽ bị lẫn lẫn với cái màu nước ở dưới này nhá. Nên chúng ta pha sáng lên một chút. Lấy cho cô màu trắng này. Đấy, màu trắng chúng ta sẽ lấy nhiều hơn, màu xanh lấy ít hơn vì cái màu trời này nó rất là nhạt đúng không? Cô ơi, nếu có màu xanh nhạt thì pha ít trắng hơn à cô? Ừ đúng rồi, màu xanh nếu mà có màu xanh nhạt thì chúng ta sẽ pha ít trắng hơn nhé. Thiên kim vừa pha màu đấy đúng không? Đấy, nếu mà có màu xanh nhạt thì chúng ta sẽ pha ít trắng hơn. Đấy, làm sao mà khi mà chúng ta pha màu ra thì chúng ta có thể là tô thử lên giấy nháp nhé. Tô thử lên giấy nháp, chúng ta thấy màu đẹp rồi thì chúng ta sẽ tô vào bài, được chưa? Đấy, và khi dùng dùng màu dùng cọ thì chúng ta trước khi chúng ta pha thì chúng ta làm ướt cái cọ này đi cho cô đấy, làm ướt cọ, nhúng vào làm ướt cọ, chưa? Cái màu của chúng ta mà nó hơi khô ấy, nó khô quá thì chúng ta sẽ cho nước vào để chúng ta pha. Còn màu vừa rồi thì chúng ta không cần phải thêm nước nữa đấy, chúng ta pha cho nó, pha cái màu xanh, chúng ta sẽ bỏ màu xanh vào dần nhá, bỏ màu xanh vào dần với màu trắng. Đấy, pha bao giờ chúng ta được cái màu mà chúng ta yêu thích thì chúng ta sẽ dừng cái màu xanh lại. Đấy, chúng ta cứ pha như này thôi. Đấy, bao giờ được màu xanh rồi thì chúng ta sẽ tô lên giấy thôi. Đấy, và lưu ý cho cô khi tô màu,
khi tô cái màu nền này ấy, thì chúng ta là tô ngang cái tờ giấy cho cô. Nền trời thì chúng ta sẽ tô ngang nhá. Đấy, tô ngang như này. Đấy, từ bên này sang bên kia này. Chưa ạ? Từ bên này sang bên kia cho cô. Giống như chúng ta đang quét nhà ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái cọ này, và khi tô nền thì chúng ta dùng cho cô một cái cọ to nhá. Một cái cọ to để chúng ta tô. Nhiều bạn phải dùng cái cọ rất là nhỏ đấy. Dùng cái cọ nhỏ này chúng ta tô nền đấy thì cũng tô được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu. Nhất là lâu, thứ hai là cái nền nó sẽ không mịn, nó không đẹp. Đấy thì các con lấy cho cô cái cọ to này. Cọ to này, chúng ta tô cái nền này cho cô. Đấy. Đặt cái cọ như này giống như chúng ta mẹ chúng ta quét nhà ấy. Đấy. Lật bên này lật bên kia tô cho hết cái màu nằm ở trên 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 cọ cho cô. Đấy, tô hết cái khoảng mà chúng ta chia cái nền trời đấy. Tô kín cái khoảng đấy lại. Khô màu thì chúng ta lại thêm nước vào nhé. Đấy, khô màu thì thêm nước vào này. Màu khi chúng ta pha thì nó vừa phải, đấy, nó vừa phải. Nó không loãng quá nhé. Đây. Nó cảm thấy là nó hơi hơi chảy một chút xíu thôi. Nó hơi chảy nhẹ một chút xíu thôi. Còn nếu mà loãng quá thì màu nó không đẹp. Đấy, chúng ta lấy nhiều nhiều màu nhá. Ngập cái cọ này là ngập nhiều màu này. Để chúng ta vẽ cái nền cho nó mịn, cho nó đẹp. Đấy, lấy thật nhiều màu lên cái phần cọ này cho cô. Vì cái nền của chúng ta rất là rộng đúng không? Nên là lấy nhiều màu để chúng ta tô này, cho kín hết này. Đấy, đi nét cọ dài cho cô, đi nét dài từ bên này sang bên kia thì cái màu nền của chúng ta mới mịn đều được. Đấy, chúng ta không đi từng nhát ngắn nhá. Nếu mà vẽ đi từng nhát, đi từng nét ngắn thì cái vết cọ nó sẽ hằn lên cái bài, nó không đẹp, nó không mịn được. Đấy, đấy là xong cái nền trời nhá. Bây giờ đến mặt nước. Mặt nước thì các con sẽ dùng cái màu xanh lam này, cái màu xanh nguyên gốc này chúng ta pha luôn cho cô này, và rửa cái cọ đi cho cô. Cọ sạch đi cho cô, và chúng ta sẽ lấy cái màu xanh lam này. Bên cạnh chúng ta luôn có một cái khăn nhé. Đây, cái khăn này. Cái khăn có thể thấm nước được thì chúng ta rửa xong cọ Tôi thì chúng có ta cần thấm nước lau không cô? vào. Lau cái gì hả em? Lau cái cọ bút mà mình vừa 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 Đấy, nhúng nước ấy cô. không phải lau mà chúng ta sẽ thấm nhẹ này. Để cái cọ này luôn ẩm nhá các con. Cọ ẩm thì chúng ta mới mới tô được, chứ nhiều bạn là sẽ lau sẽ bứt như này. Thì một là hư cái cọ nhá, cái cọ này cái cọ lông được chưa, nó sẽ bị hỏng sau một thời gian mà chúng ta cứ bứt bứt như này ấy. Đấy thì rửa thật sạch và sau đó chúng ta chấm lên khăn để nó thấm bớt nước là được nhá, chứ không cần phải bứt, không phải cần phải lau nhá. Đấy, chúng ta để cái cọ ẩm ẩm cho cô thì chúng ta mới pha được, chúng ta mới tô màu được, được chưa? Và lấy này, lấy màu này, bạn nào mà cái màu nó khô quá thì chúng ta phải phải cho thêm nước vào, cho thêm một chút xíu nước thôi. Đấy, chúng ta tô tiếp cái phần mặt nước ở đây bằng màu xanh này luôn nhá. Đấy, chúng ta không pha thêm màu nữa. Chúng ta tô cái màu đậm. Ôi, thế nếu Dạ. không có màu xanh đậm thì pha màu xanh đậm kiểu gì ạ? À, nếu con không có màu xanh đậm này thì con có thể pha với một chút đen để nó màu nó đậm hơn nhé. Các màu khi pha với màu đen thì chúng ta sẽ được cái sắc độ đậm hơn. Nhưng mà màu đen thì chúng ta pha vào từng chút một thôi. Bao giờ chúng ta thấy cái màu nó xanh nó đúng ý mình rồi thì chúng ta sẽ dừng lại nhé. Đấy, chúng ta sẽ pha cái màu xanh đậm, tô cái màu xanh đậm lên đây thì chúng ta sẽ được cái khoảng màu nước nó đậm ở phía xa. Đấy, nó đậm ở phía xa. Không? Ở phía xa chúng ta nhìn cái màu nước nó xanh ngắt luôn đúng không? Đây chúng ta cũng tô như vậy này. Và ở dưới này thì chúng ta tô thì chúng ta sẽ chừa cái phần phần ô ra, chúng ta không tô lên ô. Còn cái phần cây 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 dừa này thì chúng ta sẽ tô đè lên được. Đấy, khô màu quá thì chúng ta sẽ
chấm một xíu nước thôi. Đấy, một xíu nước thôi, và chúng ta sẽ lấy màu chúng ta tô. Đấy, và cái mặt nước này chúng ta cũng tô ngang từ bên này sang bên kia nhé. Đấy, chúng ta tô một khoảng như này là màu đậm cho ô này. Có thể lem vào ô một chút xíu, lem một chút xíu đấy, không cần phải mướt lắm đâu. Đấy. Lát nữa những cái màu kia chúng ta sẽ tô đè lên được nhá. Đây là xong cái màu xanh đậm dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu xanh đậm này đấy, pha vào với màu trắng hoặc pha vào với cái màu xanh nhạt lúc nãy chúng ta tô cái nền trời nó đang còn dư đấy, thì chúng ta pha vào đây đấy, chúng ta được một cái tông màu xanh nhạt hơn, và chúng ta sẽ tô cái phần tiếp theo của mặt nước. Đấy, nó nhạt màu hơn rồi nhá. Nó nhạt màu như thế này thì chúng ta sẽ pha vào, tô vào mặt nước tiếp theo. Đấy thì các con lưu ý đây, bây giờ chúng ta sẽ chuyển màu ấy. Khi tô chuyển màu thì chúng ta cần chú ý cho cô là chúng ta sẽ tô cái màu nhạt này ở phía dưới một đoạn này. Đấy, tô phía dưới cho cô một đoạn. Đấy. Tô ngang nhá. Phần nào lộ ra thì chúng ta tô ngang từ bên này sang bên kia được chưa? Tô ngang này. Đấy, qua phần ô thì chúng ta dừng lại. Nhá. Được chưa? Chúng ta gióng song song từ bên này sang bên kia, phần nào lộ ra thì chúng ta tô lên. Đấy. Và chúng ta tô ngược trở lên này. Đấy, lấy nhiều màu chúng ta tô từ dưới lên trên được chưa? Các con nhìn cái phần cô tô ở đây để chúng ta tô phần tiếp theo cho nó dễ nhá. Cái màu nhạt chúng ta sẽ tô từ dưới lên được chưa? Và tô kéo lên đây, không lấy thêm màu nữa nhá. Cái màu trên cọ bây giờ nó ít hơn rồi, chúng ta không lấy thêm nữa. Và chúng ta sẽ tô đè cái màu nhạt này lên màu đậm. Đấy, tô đè lên màu đậm để có sự chuyển màu cho cô. Nếu các bạn không tô đè thì cái màu nó sẽ không có sự chuyển chuyển sắc, nó không đẹp, nó sẽ bị lấn cấn đấy. Nó mượt lắm, nếu mà tô đè như vậy là nó mượt từ trên xuống dưới, từ đậm đến nhạt, nó không bị ngắt quãng ở chỗ nào. Và cứ tiếp tục như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ pha cho cô thêm một ít cái màu màu trắng vào cái màu xanh nhạt này để được một cái màu xanh nhạt hơn, và chúng ta sẽ tô phần còn lại của mặt mặt biển này nhé. Và cách tô tương tự như màu vừa nãy cô pha cô tô đấy. Đấy thì bây giờ cô sẽ lấy thêm màu trắng. Cô đặt vào cái phần này. Cô sẽ tiếp tục làm nhé. Đấy, chúng ta pha này, pha trắng vào với cái màu xanh kia để được một cái màu xanh nhạt hơn. Nhá. Màu xanh nhạt này thì gần gần giống với màu trời hoặc đậm hơn màu trời đấy. Đấy, và nó chỉ cần nó nhạt hơn cái phần nước này vừa nãy chúng ta pha một chút xíu là được. Đấy, nó nhạt hơn một tông này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tô hết cái phần này, tô từ phần dưới này cho cô nhé, tô từ phần dưới này cho cô này. Ôi Đấy, tô. con, Dạ. giờ này con đi học anh văn, con xin phép cô cho con gợi ý. À, bây giờ con nghỉ đúng không? Được rồi, Dạ. con nghỉ. Con nghỉ để chuẩn bị đi học đi rồi. Khi nào con ấy thì cô sẽ chuyển cái bài này vào ở trong nhóm lớp con xem lại nhé. Con cảm Rồi. ơn con. Ok, chào con nhé. Đấy thì chúng ta sẽ tô tiếp cho cô này. Đấy, tô từ dưới lên nhá. Tô vẫn tô từ dưới lên. Đấy, tô hết cái phần nhạt này và chúng ta vẫn tô ngang nhé.
tô theo cái nét ngang tô mịn này. Đấy, tô từ bên này qua bên kia và tô càng dài cái nét cọ càng tốt, đi càng dài càng tốt nhá. Và lên đến phần này thì chúng ta lại tiếp tục là gì? Là tô đè cái màu nhạt lên. Nhiều bạn tô đến đây là dừng lại. Được chưa? Các con nhìn thấy này. Nếu như chúng ta tô đến đây là dừng lại thì chúng ta sẽ thấy là giữa màu nhạt và màu đậm phía trên này nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị ngăn cách này, nó bị ngăn cách bởi một cái đường trắng, hoặc là nó khớp quá đây xanh đây trắng đấy, hai cái màu nó không có sự chuyển chuyển màu với nhau thì nó lại giống như chúng ta cái tranh chúng ta cắt dán đấy, thì chúng ta sẽ tô đè lên cho cô. Nhưng mà tô đè không phải tô đè một nét là được đấy, tô đè một nét thì nó nhìn nó vẫn chưa mịn, thì chúng ta quét qua quét lại cho cô bao giờ cái màu này, quét quét qua quét lại này, bao giờ nó màu nó hòa quyện vào với nhau, chúng ta không thấy được đường phân cách giữa hai màu nữa thì chúng ta dừng lại. Được chưa? Đấy, thì màu nó sẽ mịn và đẹp, được chưa? Bạn nào khô quá thì chúng ta có thể là rửa bớt nhiều màu quá nó cũng không mịn được đâu. Đấy, cái phần mà tô phần giao màu giữa hai màu với nhau ấy, nhiều màu quá thì chúng ta sẽ rửa bớt cái màu ở trong cọ này đi, được chưa? Để ẩm 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 cái cọ thôi và chúng ta tô phía dưới này. Đấy, chúng ta tô với phần dao đấy. Đấy, ví dụ chúng ta rửa bớt màu đi đúng không? Và chúng ta tán cái phần mà nó chưa giao màu với nhau, nó chưa chưa êm màu ấy, chúng ta tán ra thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ hòa vào với nhau. Đấy, có nước vào, nước một chút xíu ẩm thôi ạ. Đấy, nó hòa vào với nhau để cho màu nó mịn nhé. Đấy, như vậy là chúng ta tô xong cái phần nền của bầu trời và nền của nước. Cô sẽ hướng dẫn các con pha sang cái màu màu cát nhé. Màu cát này các con quan sát này. Màu cát thì nó sẽ có cái màu vàng đất đúng không ạ? Đây màu vàng đất này, được chưa? Bây giờ muốn pha cái màu vàng đất này thì chúng ta sẽ lấy màu gì là chủ đạo ạ? Màu vàng nó sẽ là chủ đạo, được chưa ạ? Đấy, màu vàng sẽ là chủ đạo này. Và chúng ta muốn pha màu vàng cát thì các con sẽ lấy cho cô là màu, nếu bạn nào có màu nâu nhé thì lấy màu vàng pha với nâu thì sẽ được màu vàng đất. Đấy, nhưng mà nâu ít thôi. Bạn nào không có màu nâu thì chúng ta sẽ lấy màu vàng pha với một chút màu xanh lam này và một chút màu đỏ. Đấy, một chút màu đỏ, một chút màu xanh lam rất là ít này. Đấy, pha với nhiều vàng thì chúng ta sẽ được màu 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 vàng đất nhé. Đây. Và cái lượng màu chúng ta dùng cũng rất là ít vì cái bờ cát này nó rất là nhỏ đúng không? Chúng ta pha ít vàng thôi. Khoảng nửa cái ngón tay út của con cái màu vàng ấy đấy, còn màu xanh lam và màu đỏ thì chúng ta lại lấy bằng một hạt gạo thôi, chúng ta sẽ pha dần vào màu đỏ này, màu xanh lam này. Đấy, và chúng ta sẽ lấy một ít nước, nước sạch nhé. Khi mà chúng ta pha màu thì chúng ta phải lấy nước sạch nhé. Đấy, pha này. Thì chúng ta sẽ pha sao cho cái... Đấy, pha màu vàng thì chúng ta sẽ lấy từng chút một cái màu đỏ và màu xanh vào. Đấy, lấy từng chút một vào thì chúng ta pha, bao giờ thấy ra cái màu vàng đất thì chúng ta dừng lại. Nếu pha xong mà Cô ơi, chúng ta thấy nó xanh quá thì chúng ta cô ơi, thêm cô. con nói đi.
Con chưa kịp tô. À con chưa kịp tô. Thì con tô tiếp đi. Để con cô đợi nhá. Cô ơi, con lướt tô cái bầu trời hơi đậm rồi. Tô bầu trời hơi đậm. À thế bây giờ nhá, muốn nhạt màu hơn đúng không? Con lấy màu trắng con pha với màu xanh con pha thật nhạt vào. Pha nhạt nhá. Đấy. Con tô thêm một lớp pha nhạt và pha hơi 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 loãng một chút xíu. Con tô đè lên cho cô một lớp nữa nhá. Tô đè lên một lớp nữa ở cái nền trời này là được. Đấy. Bạn nào đấy có thể dơ lên cô xem. Đưa lên cô xem nào. Bầu trời. Không, cô nhìn qua video thì cô có thấy bầu trời bị đậm quá đâu. Chỉ là cái nền nền nước đúng không? Nền nước thì nó phải đậm hơn nền trời nhá. Đây là nền nước này. Còn nền trời cô thấy cũng nhạt màu rồi mà. Không cần phải sửa đâu. Tô như vậy là được. Lát chúng ta nếu mà nhạt quá thì chúng ta tô mây vào nó lại không nổi được cái phần mây nhá. Ơi Dạ. cái cát thì tô màu này được không cô? Con tô màu gì? Bạn nào trong lúc cô đợi những bạn đang tô chưa xong, bạn nào tô nhanh hơn tô xong rồi thì chúng ta có thể là tô trang trí các cái chi tiết mà chúng ta vẽ trang trí ấy thì có thể tô trước phần ô. Tô trước phần ô cho cô nhá. Đấy, xanh đỏ tím vàng các con tô màu gì cũng được. Tô cái màu bảy sắc cầu vồng đi. Đấy, như này. Dạ. Và khi tô cái màu ô thì chúng ta dùng cho cô một cái cọ nhỏ hơn để chúng ta tô cho nó đi nét, cho nó cẩn thận, cho nó đẹp. Cô ơi, chỉ Cô ơi, Dạ. con có thể trang trí cô theo hình động vật được không cô? Được mà. Con thích trang trí hình hình động vật là hình con gì vào? Mèo á. À con mèo đi tắm biển, ok. Để vẽ con mèo là nó phải nằm ở trên cát nhá, đừng vẽ con mèo ở trên nước mà nó lại chìm nghỉm đấy. Đâu cô, con vẽ trang trí hình cái tai mèo Đấy. ô À rồi, trang trí tai mèo lên cỡ thì đẹp quá đấy, rất sáng tạo. Các con có thể trang trí tùy ý các con nhá. cô ơi, chỉ cần pha lại màu cát không? À màu cát đúng không? Con lấy cho cô một lượng màu cát bằng nửa cái ngón tay út của con. Nhá. Đấy, lấy màu vàng là bằng lượng màu bằng nửa ngón tay út thôi. Sau đấy chúng ta sẽ lấy màu đỏ và màu xanh lam. Có màu đỏ và màu xanh lam không? Dạ Đấy, màu đỏ và màu xanh lam thì chúng ta lấy bằng một hạt gạo thôi. Đấy, bạn nào chưa pha được màu cát thì nghe cô hướng dẫn để chúng ta pha luôn nhé. Cái màu vàng, vàng chanh ấy thì chúng ta lấy bằng cho cô bằng nửa ngón tay út của các con này. Lấy thêm màu xanh lam và màu đỏ thì mỗi màu chúng ta lấy bằng một hạt gạo thôi. Đấy, còn bạn nào có màu nâu thì chúng ta sẽ lấy màu màu vàng chanh pha với màu nâu, một ít màu nâu pha vào thì chúng ta sẽ thấy là cái màu vàng nó đậm lên. Đấy, giống màu vàng đất, nó đậm hơn là được nhá. Thì đây chúng ta sẽ pha này, ba màu này với nhau thì chúng ta sẽ pha nhiều màu vàng, còn màu đỏ và màu xanh thì chúng ta sẽ lấy vào dần nhá. Đấy, lấy vào dần này. Nếu khi trong lúc pha chúng ta thấy màu màu này mà nó hơi ngả xanh ấy, nó ngả xanh giống màu xanh lá quá thì chúng ta lại thêm đỏ vào. Đấy, còn ngược lại nếu chúng ta thấy nó ngả sang màu cam thì chúng ta lại thêm xanh vào cho cô. Đấy, cứ như vậy chúng ta pha thêm từng chút một màu xanh và màu vàng vào. Đấy thì pha dần thì chúng ta sẽ được là màu cái màu cát này. Đây này, cô được màu cát rồi, màu xanh, màu vàng đất rồi. Đấy, thì được màu vàng đất rồi thì chúng ta pha kín cái hình này lại cho cô thôi. Đây, cái phần này.
tô lên cho cô. Đấy, và màu cát này thì các con không cần phải tô mịn đâu, vì cái cát nó không, nó sẽ có những cái gợn gợn đúng không? Chúng khi mà chúng ta đi trên cát, chúng ta dẫm nhiều thì cái cát nó không phải mịn giống như màu nước hay màu trời được đúng không? Nó Biết không cần tô mịn. Chúng ta tô cho cô là chừa cái phần phần ghế ra. Đấy, như vậy được phần cát này. Đấy. Và chúng ta tiếp tục lấy thêm, pha thêm cho cô cái màu cát này nó đậm hơn bằng cách là thêm xanh thêm đỏ vào cho nó đậm lên này. Thì cái màu đậm này chúng ta sẽ tô cho cô ở phần phía dưới ghế. Những cái phần mà gần ghế đấy thì chúng ta sẽ tô đậm lên cho cô. Đấy, thì tạo cái bóng là cái ghế nó đổ xuống cát thì cái phần gần cái ghế thì nó sẽ bị đậm màu hơn. Đấy, chúng ta cứ phết phết vào cho cô này. Đấy, phết nhẹ vào cái phần gần ghế cho cô. Đấy, cho nó đậm màu lên, đúng chưa? Hoặc là có thể là cho cái màu đậm này vào một số các cái vị trí đấy, như kiểu là cái phần cát nó có chỗ đậm chỗ nhạt đấy. Đấy, lượn lượn như này cho cô cũng được đấy. Lượn lượn có những chỗ đậm chỗ nhạt cho cô nhé. Thì xong cái phần cát này nhé, thì chúng ta rửa cho cô cái cọ, rửa thật sạch cho cô. Rồi xong cái cọ to thì chúng ta chuyển sang cái cọ nhỏ để chúng ta tô các cái chi tiết khác này. Ví dụ như ghế thì chúng ta sẽ tô cái màu đỏ. Đấy, hoặc là các con có thể là tô màu sắc khác, không cần, không nhất thiết phải tô theo cô đâu nhá. Chúng ta tô màu sắc khác này. Đấy, đều được nhá. Thì bây giờ trong lúc chờ cái cát này khô, chưa tô ghế vội nhá. Chưa tô ghế vội, chúng ta sẽ làm sóng trước, chúng ta sẽ làm sóng trắng và mây trắng trước nhá. Sóng trắng và mây trắng. Cái sóng và mây thì chúng ta phải sóng mây đi, làm mây trước đi. Mây thì chúng ta sẽ dùng cho cô một cái cọ oval, cái đầu oval này. Đấy, cái đầu cọ oval nhá. Bạn nào có loại vừa thì dùng loại vừa. Đây cô dùng cọ số 10 này. Đấy, còn cọ nền lúc nãy cô tô thì nó là số 12, nó to hơn. Bây giờ làm mây thì chúng ta sẽ lấy số nhỏ hơn một chút xíu, số 10 hoặc số 8 đều được. Khi chấm mây thì chúng ta sẽ dùng cái màu đặc ở trong này, không pha nước. Tuy nhiên là cái cọ chúng ta vẫn cho nó cấp ẩm cho nó ấy, bằng cách là chúng ta thấm cho hút vào một ít nước, sau đó thấm bớt nước vào khăn. Thấm bớt nước vào khăn này, thấm nhẹ thôi. Đấy, cái cọ nó ẩm. Và chúng ta sẽ lấy màu trực tiếp trong hũ. Bạn nào màu mà nó khô quá không lấy được thì chúng ta mới thêm một chút xíu nước thôi. Đấy, còn nữa lấy được thì chúng ta sẽ tô trực tiếp cái màu trong hũ này. Chúng ta lấy một ít lượng vừa phải ở trong cọ này. Đấy, thấy chưa? Lấy một bên này, thấy chưa? Ôi cô, Dạ. con cọ của con không có số thì phân biệt kiểu gì vậy cô? Cọ của con không có số thì con lấy cho cô một cái cọ to đây. Cái cọ này thì nó bằng ngón tay út của cô này. Đấy, thấy chưa? Dạ. Cô Đấy, không lấy cọ là quá con không có cọ cô đang cần con không có cọ, cọ cô đang đó. cần thì con dùng cái cọ Đúng. đầu đầu tròn cũng được. Con dùng mấy cái cọ loại này cũng được này. Con đâu em Chị thấy con đi chợ. đấy, con dùng mấy cái cọ loại này cũng được nhé. Đấy, hoặc bạn nào có cọ không có cọ này thì cọ dùng cọ đầu vuông cũng được, nhưng mà nếu mà chấm mây cho đẹp thì dùng cái cọ oval này thì nó sẽ tạo nên cái mây nó tròn tròn cái đầu ấy, nó sẽ Con cho mềm con hơn. một bát, một bát một vừa thôi, không cần phải nhiều lắm. Bạn nào đang bật mic thì tắt mic cho cô nhé, nói xong chúng ta tắt mic cho cô nhé. Đây, bây giờ chấm mây đúng không? Chúng ta muốn mây ở vị trí nào thì chúng ta chấm vào, muốn nhiều mây thì chấm nhiều mây. Tuy nhiên là chúng ta phải chấm từng cụm mây tách nhau ra nhá. Ví dụ cô muốn một đám mây ở đây đúng không? Cô sẽ chấm này. Đúng không?
chấm mây như này, chấm này đấy, thì cái đầu này nó sẽ là đỉnh mây đúng chưa, nó đỉnh mây này đấy, và chấm ra xung quanh thì chúng ta sẽ chấm lên cao xuống thấp đấy, cái ra cái vào, đây là một bên mây này, rồi bên này mây này chúng ta chấm giống như chúng ta vẽ hình tam giác đấy, nhưng mà nó phải mấp mô lên xuống cho nó mềm mại được chưa, rồi chấm kín phía dưới này cho cô, chấm kín phần dưới này đấy, chấm nhá, chấm không tô đâu nhá, chấm chúng ta chấm chấm này được chưa, chấm như này cho cô đấy, thì chúng ta thấy là cái đầu oval thì nó sẽ tạo cho chúng ta là cái phần mây trên này nó thành hình tròn luôn đấy, nó rất là đẹp, nó rất là mềm mại đấy, còn phần chân dưới này thì chúng ta sẽ tạt tạt ngang cho cô, thì phần trên này nó sẽ đậm màu hơn do chúng ta chấm trước này, phần dưới này chân mây nó sẽ nhạt hơn do trên cọ của chúng ta đã hết màu rồi, thì ít màu hơn thì chúng ta cứ để cho nó ít màu như vậy để tạo cái đám mây là chỗ chỗ đậm chỗ nhạt nhá, không cần phía dưới này chân mây không cần phải thêm màu đâu nhá, để cho nó nhạt như vậy nhìn cho nó tự nhiên này đấy, cái phần chân mây thì chúng ta sẽ vẽ cho cô này, tô cho cô nó nhọn, nó thuôn dần hai đầu cho cô đấy, thuôn dần hai đầu đấy, đấy là một đám mây. Cô ơi, Xin hôm nay là tôi đã nghe chưa, nghe con chưa? nói đi cô, con không có màu nước nhưng mà con màu sắc có được không để cô? Con vào lâu chưa mà bây giờ con hỏi cô tô màu sắc. Lúc đấy mẹ con có rồi nhưng mà màu đấy con bị mất rồi, không còn gì. À ý là từ nãy tô màu nước nhưng mà bây giờ màu trắng là không có màu sáp, không có màu nước này đúng không? Vâng. Tô màu sáp mà cô cũng chưa thử cơ. Có sáp con có màu trắng không? Không. Âm mây chúng ta tô màu trắng mà nhá, vì cái nền trời này của chúng ta là nó màu màu xanh nhạt rồi ấy, thì mây màu trắng nó mới nổi, còn có những đám mây nó cũng màu hồng hồng ấy, nhưng mà đấy là nền trời mà nó màu khác thì mây nó màu khác nhá, còn nền trời màu không ngọt này thì chúng ta tô màu trắng thì nó sẽ hợp hơn đấy, nếu mà con không có thì con có thể là pha cho cô có màu, bạn nào đang bật bếp chúng ta tắt bếp cho cô ồn ào Cô ơi, ồn quá để con xài con số 4 đây cho số 8 được không cô? được được nhé. Đấy, bạn mà không có, thế lúc nãy con tô nền trời nó có nhạt màu không? Bây giờ con pha cái màu mây, con sẽ pha cái màu xanh xanh mà đậm hơn cái màu trời này một chút xíu. Đấy, con làm cho cô cái thử làm cho cô cái màu mây nó xanh sang màu xanh xem sao nhé. Đấy, hoặc là tô lên mà không đẹp thì để cái nền trời như vậy cũng được. Đấy, chúng ta có thể chấm chấm các cụm mây khác nhé, thích mây ở đâu thì chúng ta sẽ chấm vào đấy. Đấy, chúng ta cũng cách chấm như vậy, mây cao mây thấp nhá, chưa chấm cái đỉnh mây trước này, sau đó chấm về hai bên thành một hình tam giác cho cô đấy, và lên cao xuống thấp, không không chấm bằng nhau đâu nhá, lên cao xuống thấp đấy, thay đổi cái vị trí cho cô, và phần chân mây thì chúng ta tản màu ra này. Tản màu ra thuôn về hai đầu đấy, và có thể chấm thêm các cái cụm mây ở những vị trí khác nhau, muốn nhiều mây thì chúng ta cứ chấm vào thôi nhá, có những đám mây là nó nằm lấp đi trong cái bức tranh này của chúng ta thì chúng ta có thể là chấm một nửa mây thôi. Đấy, chấm mây thì chúng ta phải chấm cho cô là chỗ đậm chỗ cô nhạt được ơi. chưa? Dạ. Cô Dạ, con con chỉ nói biết đi. vẽ một mây mây cơ bản thôi cô ạ. Mây cơ bản con vẽ mây như nào? Con vẽ mây kiểu
Con dùng cái bút con cứ quanh hoàng này thành thành một cái cục bông. À con lấy bút con ngoằn 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 như này á, bút bút chì hay là cọ nào? Cọ. À cọ cọ con chấm như này này, đây cô đang hướng dẫn các con chấm mây này. Con lấy màu chưa? Con lấy màu lên cọ cho cô nhá, được chưa? Cái cọ để ẩm thôi, không được nhiều nước nhá, để ẩm cọ thôi này. Đấy con cứ chấm như này cho cô, chấm cho cô một cái đỉnh mây này, đấy một nhát như này, đây sẽ là đỉnh mây được chưa? Con chấm tiếp cho cô xuống phía dưới này, chấm tiếp xuống phía dưới được chưa? Và chấm đều ra hai bên thì cái cao cái thấp rất là dễ, con cứ chấm thử đi. Đấy rất Cô là dễ. ơi, cô, Dạ. cái bài con làm nó hơi nhiều mây vậy cô? Nhiều mây cũng được, nhiều mây cũng được. Bài này của cô cũng nhiều mây mà. Đấy, Đâu, bài này cũng nhiều mây này. bài con nhiều mây hơn bài cô nhiều không? À, nhiều hơn cơ. Cũng Ừ, được, rồi. nhưng nó sẽ có những cái khoảng trời nó lộ ra là được nhá. Đấy. Đấy. Có những hôm chúng ta cũng thấy là bầu trời toàn mây đúng không? Làm sao cho chúng ta cảm thấy là khi tô lên chúng ta cảm thấy là hợp lý, vừa mắt là được nhá. Nó không có một cái khuôn mẫu nào cả. Được chưa? Ôi, tại con dùng cọ khác nên là không đẹp bằng cô. Không sao, không sao. Nếu mà con muốn học tốt hơn thì con sẽ mua thêm cái cọ đầu oval hoặc mua một cái bộ cọ nhiều đầu là được nhá. Đấy, hôm nay dùng tạo. Đấy, hôm nay con dùng tạo. Đấy, chỗ nào cần mây, chúng ta thích mây, chỗ nào thì chúng ta cứ chấm vào. Đấy, chưa? Chấm nhiều mây vào cũng được. Đấy. Xong cái phần mây thì chúng ta sẽ chuyển sang chấm phần sóng nước luôn cho cô nhá. Sóng nước chúng ta cũng dùng cái màu đấy, màu đặc này cho cô. Đấy. Cọ thì cũng để ẩm cho cô. Đấy, lấy một ít nước làm ẩm cọ và sau đó chấm bớt vào khăn cho nước nó hút bớt đi, được chưa? Và lấy màu ở trong này thì khi mà chấm cái sóng nước đây, chúng ta thấy cái sóng nước này nó đập vào cái mặt cát, bờ cát đúng không? Nó xù xì, nó bốc tung tóe ra ấy. Thì chúng ta sẽ chấm cho nó tung tóe ra đấy, làm thế nào mà nó tung tóe ra, càng càng tung bọt ra nhiều càng tốt, càng đẹp được chưa? Chúng ta sẽ chấm cái màu đặc lên cho cô, không pha nước nhé, nếu như pha nước nó sẽ bị loãng, nó sẽ bị nhạt màu được chưa? Đấy, chúng ta sẽ chấm vào cho cô này. Và bạn nào có cái cọ xù ấy, cọ xù nhá, một là cọ mua xù, cọ xù mua sẵn, hai là cọ xù do bị hỏng đấy, dùng nhiều nó bị hỏng, cái cọ cọ đều ấy nó rất là nhanh xù đấy, nhất là những cái cọ tô tượng này rất là nhanh xù này, và không có thì chúng ta dùng cái cọ đầu vuông này cũng được này. Con Đấy, bạn nào không có nữa thì dùng cái cọ này. tô xong rồi. À tô xong rồi, chuyển sang tô sóng nước cho cô nhá. Đấy, dùng cọ nào cũng được, nhưng mà chúng ta nếu mà dùng cọ xù thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn, được chưa? Còn Con dùng mấy cái cọ nhỏ này thì chúng ta phải chấm nhiều hơn, được chưa? Chúng ta dựng cọ, cái cọ này thẳng thẳng đứng cho cô này. Đấy, cho thẳng đứng vào tranh, được chưa? Và chúng ta chấm chấm nhiều vào, chấm đặc màu lên, chấm ở giữa cái phần. Cô con chẳng biết cát tố màu gì của À cát đó, cát con lấy màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng nhiều hơn này. Màu vàng con lấy nhiều hơn nhá, con lấy màu vàng cho cô là nửa ngón tay út này. Được chưa? Rồi con lấy một xíu màu đỏ, một xíu màu xanh lam, con tô con trộn với nhau. Đây lúc nãy cô trộn đây này. Thì chúng ta sẽ được màu vàng đất. Và chúng ta sẽ tô lên đây. Đấy. Yeah. Đấy, sóng nước thì các con thấy là cô tô rất là đậm. Đây cô chấm rất là đậm này, các con nhìn này.
cô sẽ để sát hơn các con nhìn nhá. Đấy, được chưa? Chúng ta chấm màu nhiều, màu đậm, màu đặc thì nó sẽ cảm giác nó sần sùi lên, được chưa? Nó sần sùi lên cho cô này. Đấy, không cần tản màu ra cho nó mịn đâu, nó càng sần sùi thì cái sóng nước nó càng đẹp, được chưa? Và chấm cho cô ở cái khoảng cát và nước này, che hết cái phần 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 ranh dưới giữa cát và nước đi cho cô, che lấp hết. Đấy, cứ chấm này cho cô. Dạ. Đấy, bên này chấm thì chúng ta chừa cái cột ra nhá, cái thân của cái ô ấy chừa ra, đừng chấm vào thân ô vì cái màu trắng chúng ta chấm rất là đặc, rất là đậm, cho nên là lúc nữa vẽ vào thân ô thì nó khó đi màu. Đấy, sóng nước đập vào nó tung tóe lên cho cô. Đấy, như vậy là xong phần sóng nước này. Bạn nào làm tốt thì chúng ta có thể là vẽ thêm các cái sóng ở xa. Đây, cái sóng ở xa nó gợn gợn như này, các con thấy không? Và chúng ta chỉ gợn một ít ở ở phía màu nhạt này thôi, được chưa? Còn phía trên màu đậm này thì chúng ta không gợn nữa, không gợn bằng màu trắng nữa. Đây, ta sẽ dùng màu trắng này chúng ta gợn cho cô luôn để cọ nó ẩm ẩm nhé. Đây, gợn gợn theo đường kẻ ngang này cho cô nhé, gợn một số đường thôi đấy, có thể dài ngắn so le nhau. Có nhìn được không ạ? Nét nhỏ thôi. Xong phần sóng nước chưa ạ? Cô xong rồi sống nước rồi ạ. Rồi, ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang tô phần cái ghế nhá. Những chiếc ghế này chúng ta tô màu đỏ cho cô. Tô xong màu đỏ thì chúng ta sẽ viền đen. Đây, tô màu đỏ này. Đấy, và viền đen này. Viền đen sau đó chúng ta có thể phẩy thêm một số cái nét trắng này để tạo cái cảm giác là nó đậm nhạt nhá. Đây, ẩm cọ này, bây giờ dùng cái cọ nhỏ cho cô này. Nhá, chúng ta tô cái ghế này đi nét trước nhá. Những cái chi tiết bé này chúng ta sẽ đi nét trước xung quanh. Tô xung quanh cái ghế đi nét cho cô. Sau đó mới tô phần giữa. Đấy, tô theo một chiều từ trên xuống. Ghế bên này chúng ta tô tương tự.
Cô ơi, cô, con có Dạ. thể vẽ thêm hình lên mặt sau của ghế được không cô? Vẽ thêm cái gì cơ? Hình ạ. Hình lên đâu? Lên mặt sau của ghế cô. Được, được mà. Con có thể trang trí thêm nhá. Có thể chúng ta có thể trang trí thêm những cái chi tiết khác nếu chúng ta thích. Đấy, sáng tạo thêm càng tốt nhá. Cô ơi, pha màu cát thì pha màu vàng với màu bọc, à, màu nâu có được không cô? Được, pha có màu nâu thì chúng ta pha sẽ nhanh hơn. Còn bạn nào không có màu nâu thì chúng ta mới phải pha cái màu đỏ với xanh. Đấy, màu nâu chính là pha màu xanh với màu đỏ thì được màu nâu đấy. Thì bây giờ chúng ta có sẵn màu nâu rồi thì chúng ta sẽ pha nâu với vàng. Ít nâu thôi. Đấy, sau khi tô được cái ghế màu đỏ rồi thì chúng ta có thể là lấy màu trắng này. Rửa cọ sạch đi, lấy màu trắng tô theo chiều dọc cho cô. Phết cho cô ít cái đường dọc này nằm dọc ghế này. Tạo cái cảm giác là cái ghế có độ đậm nhạt đấy. Cái đường màu trắng này thì cái có đường đậm đường nhạt nhá. Đấy, nó không nhất thiết là nó phải phải trắng giống nhau đâu. Chúng ta lấy màu một lượt và chúng ta tô làm nhiều đường thì nó tự nhiên nó sẽ nhạt dần thôi. Đấy. Chưa, đấy là xong phần ghế này. Có thể tô một ít dưới này cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ viền đen. Viền đen hoặc là tô ô, tô cái ô xong chúng ta viền đen luôn cũng được. Tô cái ô trước rồi chúng ta viền đen cả tất cả các cái chi tiết luôn. Đấy, tô ô thì chúng ta cũng dùng cho cô cái cọ nhỏ này để chúng ta đi nét cái ô cho nó đẹp này. Đấy, ô thì chúng ta muốn tô màu sắc như nào tùy nhá, và muốn trang trí thêm cho nó đẹp, cho nó sinh động thêm thì càng tốt nhé. Lúc nãy có bạn tô ô rồi đúng không? Đấy, có bạn xong rồi đấy. Bạn nào tô xong ô ghế rồi thì chúng ta sẽ đi nét cho cô là cái nét đen ở xung quanh ô này và nét đen xung quanh ghế cho cô nhé. Đi nét thật là nhỏ nhé. Đấy, màu đỏ này muốn pha tô thêm sang màu cam ấy thì chúng ta sẽ pha màu đỏ với màu vàng. Đúng không? Những cái công thức này chúng ta phải học thuộc cho cô nhé, thuộc cái công thức pha màu thì chúng ta trong quá trình chúng ta tô màu nó sẽ nhanh hơn. Màu cam thì chúng ta pha một ít màu đỏ thôi, nhiều vàng, ít đỏ thì chúng ta sẽ được màu cam. Cô ơi, cô cái ô cái mèo của con là nó có màu hồng như cô. Hồng Được với nào, đấy, đen. đấy. À, nếu con mà tô cái màu hồng mà con không thích viền đen ấy thì con có thể là viền sang cái màu đỏ đấy, viền sang màu đỏ, viền sang những cái màu đậm, hồng đậm. Đấy, đều được nhá. Rồi cái cặp ô này con không thích màu đen thì con có thể là tô những cái màu khác cũng được, không sao cả. Đấy, cái phần trang trí này thì chúng ta có thể là tự tự do sáng tạo nhá. Đấy, tô theo sở thích cái màu sắc, chỉ có màu nước và màu trời thì cô sẽ hướng dẫn các con tô cho nó dễ hình dung đấy. Con vẽ xong rồi. Vẽ xong rồi luôn. Hết xong hết chưa? Con sáng hết rồi. Ừ, thế còn cái lá dừa đấy, lá dừa thì chúng ta có thể bỏ qua hoặc là lát nữa cô sẽ hướng dẫn các con vẽ lá dừa nhá. Đấy, và con có thể là vẽ thêm các con chim đang bay trên bầu trời này. Ừ, dùng cho cô cái bút nhỏ nhé, thấy chưa? Lấy cái màu đen này, Ơi, pha ít con nước đang này. vẽ con cua À, vẽ con cua rồi, ok, vẽ thêm con cua nhá, vẽ thêm con cua ở trên cát đúng không? dạ. À, được, tốt.
Thì cái con chim này chúng ta có thể là đi nét cho cô là nhỏ và giống hình chữ V đấy, giống hình chữ V này, giống hình chữ V in đấy, V này đúng không? Vẽ nhẹ tay thôi cho cô nhá. Nếu cọ là mà chúng ta mà đè mạnh xuống đấy, gãy cái cọ, những cái lông này đè hết xuống thì nó sẽ ra nét to, được chưa? Mà chúng ta vẽ cái đầu cọ này nhẹ tay thôi này, tì cái bàn tay này xuống dưới giấy để chúng ta giữ cho thăng bằng cái tay nhá. Đấy, thích cái chim nó bay ở đâu thì chúng ta vẽ vào. Đấy, có con nhỏ, có con to, được chưa? Con nào nhỏ thì nét mảnh, con nào to thì nét đậm hơn. Bay nghiêng, bay ngả đấy. Đấy, bay. Đấy, chúng ta muốn vẽ ở đâu thì chúng ta vẽ ở đấy nhá. Có những con to, có những con nhỏ đấy. Nó có thể thay đổi kích thước của nó nhé. Đấy, tùy ý nhé. Đấy, bạn nào xong rồi thì đi viền cho cô này. Ví dụ, đấy. Này, chúng ta viền lên này. Cần nét to thì đè nhẹ Cô cái ơi, con xuống. Dạ. cần không kịp tôi. Không kịp tô à? Con mấy Ừ, tuổi rồi? Con con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. À đúng rồi, 6 tuổi không kịp tô là đúng rồi. À, lát nữa con tô được phần nào, con nắm được kỹ thuật tô ở phần nào thì con sẽ tô theo cô nhá. Còn cái phần nào chưa kịp tô thì lát con xem lại cái bản ghi cô gửi vào trong trong video ấy, trong trong nhóm ấy, thì con sẽ xem và con bổ sung thêm nhá. Vì cái bài này là thuộc về cho các anh chị lớn khoảng 8 tuổi, 9 tuổi trở lên nhá. Đấy thì con sẽ chậm hơn là đúng rồi. Làm được cô gặp Thôi tôi. vẽ xuống biển mà không có cọ xù xì thì vẽ kiểu gì cô? Thì con có thể dùng các cây cọ khác mà con chấm nó hơi mệt hơn một chút xíu thôi. Cái cọ này cũng được. Đấy. Con cứ chấm vào nó tung tóe khắp nơi là được nhá. Được chưa? Hoặc dùng cọ vuông. Dùng một cây cọ lớn cho cô. Dùng một cây cọ lớn này, chấm màu đậm vào cho cô nhá, chấm đậm vào, được chưa? Chấm đậm vào, chấm không bôi nhá, không tô nhá. Chấm đậm vào nhá. Và những cái phần mà xù xì tung tóe hai bên này sẽ tung tóe hơn thì con sẽ dùng một cây cọ nhỏ này. Con chấm thêm vào là được. Con chấm nét nhỏ hơn tung tóe ra hai bên của sóng ở trước và ở sau là được nhá. Cô ơi, con xong Xong rồi, xong hết rồi à? vâng Nhanh thế. Đấy, rất là tốt. À, con xong rồi ơi, thì con xong rồi ạ. xong rồi luôn, giỏi thế. Rồi ok, đợi cô một lát chúng ta sẽ giơ tranh lên để cô xem nhé. Cô ơi, con xong rồi cô. Rồi ok. Đấy thì những phần còn lại chúng ta tô tương tự này. Hôm nay thì cô sẽ không hướng dẫn các con vẽ lá dừa nữa vì lá dừa nó sẽ thuộc cái phần nâng cao hơn nhá. Thuộc phần nâng cao hơn thì các con vẽ được một bức tranh như này, đầy đủ các chi tiết như này là nó đã thành một bức tranh rất là đẹp rồi. Thì có bạn nào chụp được đấy, cô sẽ nhờ một bạn chụp toàn bộ cái phần cô xem nào. Có bạn nào biết chụp màn hình này không nhỉ? Chụp màn hình lại giúp cô. Đấy, thế thì chúng ta đã nắm được bài học này chưa ạ? Chúng ta đã nắm được bài học của ngày hôm nay chưa? Những cái phần ô còn lại thì chúng ta muốn tô màu sắc gì cũng được nhá. Thì chúng ta tô kín lên hết cho cô. Đấy, đây màu vàng, rồi màu tím, màu xanh chẳng hạn. Màu xanh lá cây chẳng hạn. Đấy, các con sẽ tô hết nhá. Chưa ạ?